Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì chúng mình đang có mặt ở trong rừng để tổ chức cuộc thi vua đầu bếp. Trời thì nắng nôi, tại sao anh không tổ chức cuộc thi vua đầu bếp ở nhà anh? Rủ nhau vào rừng làm gì? Ui trời, mệt quá. Anh ạ, dạo này em béo mà anh bắt đi vào trong rừng này mệt quá. Đúng rồi anh ạ, đáng lẽ mình phải tổ chức vua đầu bếp ở nhà. Vào đây tuy vất vả một tí nhưng mà anh em mình lại mang lại những thước phim hay hơn, hấp dẫn hơn để cho các bạn fan của chúng mình xem. Combo hải sản, thường combo thịt và ớt. Bây giờ các em sẽ oản tù tì để chọn món. Ai nhất thì được chọn trước nha. 1, 2, 3. Hải sản cũng ngon mà thịt cũng ngon, nhưng mà không ngon bằng sườn anh ạ. Em sẽ chọn món sườn. Sườn này ăn lên trèo răng lắm. 1, 2, 3. Sở trường của em là thịt anh ạ. Ôi, em sẽ chọn thịt. Ai là Hà Trâm chọn đi em. Ôi giời, em có quyền chọn là anh ơi. Đây, em chọn cái này. Điều đầu tiên của người đầu bếp đó là thức ăn phải sạch các bạn ạ. Ở đây thì có một dòng suối rất là sạch luôn. Bây giờ mình sẽ rửa thật là sạch thịt. Thật là kỹ càng các bạn ạ. Sạch sẽ. Mày rửa thịt sạch như thế này, thế mày đã rửa chân chưa? Tao thấy chân mày thối lắm. Thối đâu mà thối. Ngày nào tao cũng rửa chân đi. Mày cái kìa, đang làm bẩn nguồn nước của tao cái kìa. Người đầu bếp không chỉ nấu ăn ngon đâu các bạn ạ, mà còn phải đẹp trai. Đẹp trai như mình như này. Cái gì? Nghe mang máng, còn nó khen mình đẹp trai. Ui giời, quá khen thừa. Mình đẹp trai sẵn rồi. Ngoài ra cái vị trí nhóm bếp của mình ấy cũng cực kỳ đẹp. Đây này các bạn nhìn này. Ôi ui giời ơi, view này, lưng tựa núi, mặt hướng sông. Đấy, nó phải thế. Nhóm bếp để hướng nào? Nhân tiện vào rừng các bạn ơi, mình nghĩ ra được cái món nó rất là thiên nhiên gần gũi. Đó là hải sản đường ống tre các bạn ạ. Rồi, nhưng mà trước hết là phải vào đây và chặt tre các bạn. Các bạn nghĩ đây là một cái súng bắn cao su à? Không phải đâu. Đây là cái choãng để kê. Mình sẽ đặt sườn nướng ở đây các bạn ạ. Rồi mình đứng quay đèo. Còi, mày làm món gì đây? Ui dồi, em làm món thịt xiên nướng anh ạ. Cái món này ai cũng thích ăn. Anh cũng thích ăn đúng không? Tất nhiên anh thích ăn rồi. Đấy, tính mày chấm em giải nhất nhá. Nope. Nhưng mà cũng phải tùy thuộc cái mày nướng có ngon hay không nữa chứ. Bây giờ chắc là ngon rồi. Mày mà nướng cháy đen cháy xì thì anh chỉ cho mày biết được cho nhất thế nào được. Phải công bằng, không thể mua chuộc anh được biết chưa. Làm đi. Ui, đây là cái chén đổ đấy các bạn ơi. Mà cái độ to của nó là vừa phải để mình có thể chế biến món ăn. Nên là mình quyết định là mình sẽ lấy cái cây này luôn các bạn ạ. Đến công đoạn tẩm ướp gia vị cho nó ngon. Bột ngũ vị hương, tương ớt, bột canh, hạt tiêu. Cái miếng sườn này. Im. Hà Sam. Ôi giời ơi, đang nấu nó gọi cái gì? Cháy rồi kìa. Giữ hộ tớ tí. Đây, thế, giữ im nha. Rồi. Để tớ sắc. Ui. Từ. Nào, được rồi. Giữ nha. Rồi. Đây. Giữ hộ tớ tí, đừng có để nó rơi. Ấy, ui. Thơm ngon. Chuyện. Thơm của cái mùi bột này chứ không phải là thơm miếng thịt các bạn ơi. Thịt này là nó vẫn còn sống, nó chưa có mùi đâu. Tí nữa. Nào, quay. Được rồi. Đấy. Ôi, thơm thế. Thơm. Hạt tiêu. Đấy. Xoay hạt tiêu. Mạch ngược ơi. Đấy. Đấy, thấy không? Ui, rơi. Nào, xoay đều. Rồi. Thái quả ớt cho vào thịt tí nữa ăn nó mới ngon các bạn ạ. Chúi. Anh này.
ớt này là không hề cay các bạn ạ, rất là ngọt nên là cho vào thịt à. Ui giời, ngon lắm. Đấy, hải sản nướng ống tre. Đúng rồi đấy anh ạ. Anh ơi, anh rảnh một tay thì anh cầm với em cái đĩa. Ui giời. Trước tiên là em phải rửa cái ống tre này đã các anh ạ. Đúng rồi, làm gì cũng phải sạch sẽ đúng không? Đúng rồi. Ăn chín uống sôi. Đúng rồi. Đây là có 3 con mực này, chắc chắn lát nữa ban giám khảo sẽ ăn 2 con. Hả? Đầu tiên mình sẽ rửa mấy con tôm, rồi mình rửa bao nhiêu mình nhét vào bấy nhiêu các bạn ạ. Đây. Ôi giời ơi. Chết rồi, cái ống này thì bé mà Hà Trâm rồi nhét tận 2 con liền một lúc các bạn ạ. Đây. Cứ nhét được vài con tôm thì em lại nhét thêm vài con mực. Ui ôi anh ơi, cái con mực này nó ra mực đen xì tay luôn anh ạ. Nhìn này. Em phải rửa sạch vào. Vâng. Ui dồi, nước ở đây rất là trong thau giờ luôn. Ui, liệu con mực có vừa ống tre không? Hy vọng là vừa anh ạ, nếu mà không vừa thì không biết là em... Ôi tôi chết rồi. Không vừa các bạn ơi, có khi phải thái ra hả sao ạ? Lại phải thái ra ơi. Một miếng thịt này. Món này, món thịt nướng à? Đúng rồi. Nhìn, màu sắc đẹp đấy, nhưng mà tí nữa nướng kéo cháy đen. Thôi cái mồm mày đi ra chỗ khác đi, để tao làm. Chưa gì sang đây đã cháy. Ngon đến này mà cháy. Đấy, miếng ớt miếng thịt các bạn ạ. Úi dồi ôi, nhìn cực kỳ là hấp dẫn luôn. Úi dồi ôi các bạn ơi, quần nhíp có cái máy quay thịt rất là xịn sò luôn. Cho anh quay thử cho nào. Ôi, anh quay đi. Ôi. Ê. Đúng rồi. Nhìn rất là xịn sò ấy, quay này. Thế này lát nữa miếng sườn của em sẽ rất là đều cho mà xem đúng không? Nhìn thế này anh ấy thấy ngon rồi đấy. Của em phải ngon ngang ngược của cò. Em lại tưởng là anh nói của em là ngon nhất, ngang ngược của cò. Của em là đẳng cấp đấy. Tí nữa chín mới biết được, bây giờ vẫn chưa chín lắm. Anh nhìn thấy hấp dẫn không? Màu sắc rực rỡ luôn này. Rất đẹp đấy. Rồi, nhìn này nuốt nước bọt ực ực rồi. Rồi, tiếp theo là cho con mực vào. Rồi. Lần này liệu có vừa nữa không? Sau khi Hà Trâm đã cắt đôi con mực ra các bạn ạ. Úi trời ơi, khó lắm anh ạ. Úi dồi, cái ống tre này hơi bé. Anh ơi, vẫn vừa anh ạ. Cứ nhét dần là vẫn vừa này. Đấy, anh thấy không? Úi dồi, úi dồi ôi. Tại vì cái nắp này nó bé quá thôi anh ơi, chứ còn cái ống tre là nó vừa. Đấy. Tọt xuống luôn đúng không? Đang nhìn xong à? Úi dồi, không nhìn thấy tôm với mực đâu nữa à Trâm ạ. Anh ơi, nhét cái dâu vào anh ơi. Đây. Quan trọng với là cái nước sốt thần cánh này các bạn ơi. Là bí kíp gia truyền của nhà mình đấy. Nhìn này, đây, chất lượng không các bạn ơi. Wow. Nhìn một màu nó đã buồn ăn rồi các bạn ạ. Anh nhìn thế này, anh thấy cay rồi, không muốn ăn rồi ấy. Anh ơi, nhìn này thôi nhưng thực ra nó không cay. Tại vì trong này chỉ có 7 quả ớt thôi chứ không nhiều. Thế này là món hải sản nướng cấp độ 7. Đồ đây. Ui trời ơi, nhìn này các bạn ơi. Ui, cái nước của nó rất là đẹp luôn. Ui, đầy luôn rồi. Này. Đây là tại vì nó vướng con mực ở trong nước nó chưa xuống thôi. Còn đấy, em muốn là nước nó phải xuống mà. Em muốn cho nó ngập luôn đấy anh ạ. Đặt lên đây. Chờ thành quả thôi. Muốn nó chín nhanh là nó phải hấp hơi. Nên là mình vừa lấy cái lá này các bạn ơi. Mình cuốn lại như này. Mình làm cái nút nó giống như kiểu cái nồi ấy, cái vung của cái nồi ấy các bạn ơi. Rồi cho vào đây, đấy, như thế này nó hấp hơi trong là rất nhanh chín này các bạn này. Rồi, đặt vào đây. Ui dồi, cái này nó bé mà nó thế này thì không biết là cái đoạn hải sản của mình nó ở trên này nó chín không các bạn nhở. Thôi mình cứ nướng dần các bạn ạ. Rồi bây giờ mình còn cái nồi này nữa cơ. Ui. Quái các bạn ạ. Ôi dồi ôi. Này. À. Ngon đấy. Được không? Ngon nhưng mà không thơm bằng tớ. Nope. Cái món của tớ gọi là đẳng cấp, gọi là hành tinh rồi. Rồi. Tí nữa của tớ là nhất cho mà xem. Tí nữa thì sao? Đấy, đấy. Quay cái này nó phải có trình độ quay. Gần một tiếng đã trôi qua rồi. Để xem các thí sinh của chúng ta đến đâu rồi các bạn nha. Đầu tiên là Quân Ý. Gần chín rồi em. Gần chín rồi anh ơi. Ủa, vàng ơm rồi đấy này. Cái lớp này vàng ơm rồi, khả năng là sắp chín rồi đấy. Ui
Hà Sam. Anh ơi, anh có bao giờ nghe cái câu mà dục tốc là thất bại không vậy? Hay là dục tốc bất bại ấy nhỉ? Anh biết nhưng mà thời gian gần hết rồi. Em không nhanh là sống đấy. Rồi Hà Sam, cái ống tre của Hà Sam này các bạn ơi. Ui trời ơi. Anh ơi, cái tù tù anh ơi. Ui, đấy. Bị nứt ra rồi này Hà Sam ơi. Anh ơi, không sao anh ạ. Bên quan trọng là nước nó sủi. Là nó gần chín rồi. Anh yên tâm. Còn cò xem. Ui trời ơi, có ấy. Chín cho em. Ui dồi ôi, anh nhìn thành quả của em này. Ây da, ba chiên này đã chín đầu tiên rồi. Ui dồi, các bạn ơi nhìn này. Ui. Ngoài ra xiên không hết, em còn làm một vỉ nướng nữa anh ạ. Ui dồi, hấp dẫn đấy. Để xem là lát nữa ai sẽ là người chiến thắng. Tất nhiên là em rồi. Ui coi, mày nướng cháy điên thế này. Ăn thế nào được? Điên đâu mà điên, nhìn người ta vàng óng thơm phức cái này. Trời ơi, vàng cái này mà điên. Trời ơi. Mày đi về làm. Ui, cửa mày cháy đây kìa. Ui, cháy, cháy, cháy. Ui, cái thằng cò kia chỉ có lừa mình. Nhìn vàng óng thơm thế này mà bảo cháy. Chỉ được nói linh tinh. Món ngao này của mình đã sủi rồi các bạn ơi. Rồi, nhưng mà nó mới sủi một bên đấy các bạn ạ. Nó phải sủi hết toàn bộ thì nó mới chín. Đấy. Ôi, cái hơi này nó sọc lên mũi gọi là thông thẳng lên tới óc luôn các bạn ạ. Cái mùi thơm nó gọi là ngào ngạt. Nó thơm thế này chắc chắn là anh Gấu Đỏ gọi là không thể cưỡng lại được. Chắc là phải cho mình 11 điểm. Cái gì á? 1 điểm á? Nope. Tớ chiếu cố cho cậu 1 điểm nữa là 2 điểm ấy. Chỉ còn 15 phút nữa thôi là kết thúc cuộc thi nấu ăn. Các em gần xong chưa? Ui, gần hết thời gian rồi. Mà miếng sườn của mình bên ngoài thì nó cháy, bên trong thì nó chưa chín. Chà, không biết làm thế nào ơi. Ui, chẳng lẽ mình lại thua. Không được, không được. Nhất định mình phải chiến thắng. Gần hết than rồi mà giờ cũng gần hết rồi. Bây giờ mà đi kiếm củi. Ui dồi, không kịp mất, mình làm nào bây giờ nhỉ. Ui dồi. Ui dồi. Ui. Ui, mày qua mặt này gần chín rồi. Ui, lấp rồi anh ơi. Trời ơi, giúp tớ với, có ai, có ai, có ai, có ai. Lấp rồi. Ui, nên làm thế nào mà vỡ hết thế này. Ui, làm nào, làm nào, nóng rồi. Bây giờ nổ ra cái khác thì không được. Làm nào bây giờ. Tớ nghĩ là chút đi đâu? Chút lên đây xong thì nó khắc chín xong thì gấp ra. Bây giờ phải buộc dây thép vào. Buộc dây thép vào cứ giữ để nước nó không ra. Wow, các bạn ơi, của mình này, chín rồi. Wow. Ôi, ngất ngây luôn. Món ăn của mình chín đẹp rồi. Nhưng mà để giành được giải nhất với Hà Sam và Cỏ thì mình phải đi trang trí. Cầm hộ tớ cái mâm. Ôi dồi ơi. Ngon không ngon? Lôi chẳng được. Đây, wow. Bây giờ mình tớ sẽ tuốt ra cái đĩa này. Đấy. Wow. Ôi, nhìn này. Mỗi một miếng thịt nó lại dính một miếng ớt này. Đấy. Hai cái nó hòa quyện vào nhau, cậu có hiểu không? Ôi nhìn này, ôi. Cứ xanh này, đỏ này, vàng này. Ôi. Bảy sắc cầu vồng. Chắc chắn là thắng cậu đúng không? Cây bún chia và bánh bò, dầu trà, dầu mè. Cho là cho đi thi cho. Xin giới thiệu với tất cả các bạn, món của mình mang tên thịt nướng ngũ sắc. Wow, hấp dẫn chưa? Trời ơi, món của cậu thì làm sao mà cứ phải chia cho món của tớ. Hương vị, mùi vị cái món của mình nó đang bay lên từ giữa cái còi đưa ra. Rồi át hết luôn. Xin giới thiệu với các bạn, món của Hà Sam đó chính là hương vị của biển cả. Anh ăn xì xì thế này á, anh Sam? Món gì đây? Anh ơi ngoài đen nhưng mà trong nó lại trắng anh ạ. Có phải lúc nào ăn thì em mới đổ ra không? Đúng rồi. Để cho nó nóng đúng không? Đúng rồi. Rồi tiếp theo quân ít món gì đây em? Món của mình có tên là sườn nướng Phượng Hoàng các bạn ạ. À. Đã nghe sang chảnh đấy. Sang đây chảnh. Là cái gì đây? Đây là cái mỏ anh ơi. Còn đây là cái đuôi này đấy. Đây, à.
Con hiếp mà nói đến là sườn nướng Phượng Hoàng, cái em nhìn thấy nó giống con chim luôn. Cái trang trí nó giống con chim. Nhưng mà cái con chim này nó bị teo cơ. Nó chỉ toàn xương. Nhìn qua cái vẻ bề ngoài món ăn của cò khá là hấp dẫn. Màu sắc thì hài hòa, xanh đỏ tím vàng có hết. Ai giả là còn trang trí thêm cả một ít. Đây là cây gì đây em? Cái này là cây rừng anh ạ. Cây rừng à? Đến từ thiên nhiên này. Anh yên tâm rằng chắc chắn ở đây là không có thuốc trừ sâu và thuốc bảo vệ thực vật. Nào anh vừa cái đũa. Rất đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Một miếng thịt đi kèm một miếng ớt. Ai nó dính luôn đấy anh ạ. Rồi rồi. Chấm cái gì thì ngon hả? Chấm cái nào cũng ngon anh ạ. Rồi. Thế nào? Không ngon đúng anh ơi? Khéo nghẹn rồi. Ngon quá không đang nói. Đang ăn mà em cứ hỏi. Phải chờ ban giám khảo ăn xong mới cảm nhận được các bạn ạ. Thịt này cò chọn là một miếng thịt rất là ngon. Ăn rất là ngọt luôn. Mà nó lại không bị quá dai. Mà rất là ngọt. Nói chung là quá tuyệt vời. Hòa quyện với lại cái vị của ớt thì quá tuyệt vời luôn. Quá ngon. Ui dồi ôi, thế này thì 10 điểm là cái chắc rồi. Đây là tiêu tanh đúng không? Anh thích ăn tiêu tanh lắm. Đây anh ơi, cái này em trang trí cho đẹp thôi. Đẹp không? Cái này là không ăn được ấy. Ăn xong em không chịu trách nhiệm. Rồi đây, cho con hiếp thử một miếng. Để em thử nha. Màu sắc thì đẹp đấy, được đấy. Làm một miếng này. Đấy, chấm với ít tương ớt. Rồi. Đấy. Ôi dồi ôi, thế nào? Chỉ một từ thôi. Ngon đúng không? Ui, một từ là ngon. Ngon hả? Đắng. 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 Đó là bốn từ. Một hít đắng như trời. Anh có thấy đắng đâu đúng không? Rất là ngon. Nữa. Đúng rồi. Để trước khi chuyển sang món của Hà đắng Sam. Đắng này. Rồi, một nào, miếng ớt vàng. Lần này thử chấm muối chanh đi anh. Đắng. Vẫn ngon. Vẫn ngon. Ôi ôi giời ơi. Chuyển sang món của Quân Híp. Chuyển đúng chuyển. Ôi ấy. Ui. Món ăn của Quân Híp nhìn đúng như một con chim đang bay. Đây là món gọi người ta gọi thực tế là món xương vẻ chim. Đây là xương vẻ chim. Đằng sau là đất sáng tạo là có mấy cái lá để làm đuôi chim luôn. Ôi giời ơi các bạn. Đây là món thịt nướng bóng đêm này. Bên ngoài thì nó màu đen nhờ, bên trong thì nó lại tươi, ngon anh ạ. Có một chỗ này là nó vàng vàng, hợp lý này. Bây giờ là anh cứ thế này anh gặn luôn đúng không? Bình tĩnh anh. Có dao, bây giờ món của em nó kiểu phương Tây, bây giờ ăn cũng phải phương Tây. Ôi giời ơi, để anh thử ra. Đây. Ôi, ăn là như này luôn. Đúng rồi, đấy. Ui, anh thử bỏ bên trong xem. Rồi. Ăn cho kiểu phương Tây có khác các bạn ơi, còn kia luôn này. Ui dồi ôi. Ui. Đây anh ơi, đây anh ơi. Mời anh. Wow. Ôi sao mềm thế. Anh thấy thế nào? Quân Híp ơi, em ướp cái gì mà nó thơm, nó ngon thế à? Chuyện chuyện. Có đắng không anh ơi? Không đắng tí nào. Nhìn chay thế mà vô lý không đắng. Thịt nó rất là mềm, rất là ngọt, rất là ngon như của cò lúc nãy luôn. Đầu tiên là món ngao hấp của Hà Sam. Khoan anh ơi, có khi anh thưởng thức cái món này trước ấy. Món này để làm gì Hà Sam? Cái món này nó sinh ra là để nó trang trí bữa ăn của bạn ơi. Các bạn có thấy không, nếu mà bình thường mình chỉ bày một đĩa này thôi thì chỉ bán với giá là 10.000 thôi. Thế nhưng mà bày thêm mấy viên đá xung quanh mới lại đây cái cây này vào ấy, bán là giá 100.000 đấy là người ta mua đá. Thôi bây giờ anh sẽ thưởng thức trước con ngao này. Wow, nhìn bề ngoài con ngao màu vàng ươm rất là đẹp, chứng tỏ nước sốt rất là chất lượng ấy. Đúng rồi, đậm đà anh ơi, anh ăn đi. Ngon ngon không anh? Mà còn vẫn chưa biết. Đấy, từ nãy giờ có bao giờ ăn hai miếng đâu mà lần này ăn hai miếng ngon. Hơi cay một tí nhưng mà ngon. Tiếp theo, món tiếp theo đâu hả Tham ơi? Đây, món tiếp theo là cái món ở trong cái chỗ đen đen này anh ạ. Ôi trời ơi. Bây giờ là em sẽ rút cái nắp này ra. Ui. Hay có ai thưởng thức đi thôi. Bây giờ ăn kiểu gì? Ôi trời ơi. Các bạn ơi, nhìn này.
đây. Wow. Nhìn ở ngoài xấu xấu bẩn bẩn mà bên trong đẹp như thế này. Này. Một ui con tôm của mùi. Anh nghĩ là một tất cả tôm, những cái gì ngon nhất của cây tre là ngấm hết vào mấy con tôm này rồi. Đúng rồi anh ạ. Nó phải gọi là nó ngọt mà từ trong kiểu như là ôi anh hiểu không? Cây tre này nó được nuôi bởi nguồn nước từ trong núi, trong khe núi nên là nó có cái vị ngọt nó đậm đà. Đấy cây tre này nó lớn lên nó lại để cho mình nấu. Đấy là lý thuyết thôi anh ạ. Có khi em sợ đắng hòm ấy. Thôi anh không biết, anh ấy ăn con mực cái trước. Ngon rồi, ngon đấy. Ngon. Anh chưa ăn một loại mực nấu như nào mà nó ngon như thế này luôn. Ôi. Mực nó có một vị dai dai mềm mềm. Nó giòn à? Nó ngọt. Nó thơm. Đủ các vị như thế luôn. Đúng rồi. Nó hội tụ mặc từ biển cả rồi nó lại về đây nó kết hợp với lại núi rừng các bạn ạ. Nó mang cái hương vị nó là như thế đấy. Thêm một ít vị ớt ở ngoài cay cay giảm bớt mùi tanh của mực. Nói chung là món này của Hà Sam rất ngon. Em làm con tôm nữa anh ơi. Tôm này phải có người bóc tôm này. Nhưng mà cái hình dáng con tôm khi mà đúc vào ống tre này các bạn ơi, nó bị cong, nó không theo hình thù gì cả. Quá xấu anh ạ. Đây à. Ui dồi ôi, lại còn đây là còn hai con đứng vào nhau luôn. Quá đấy. Xấu. Ui ôi dính vào nhau chặt lắm. Ui dồi. Nguyên cái khoản này là đã bị trừ điểm rồi anh ạ. Ngon nhưng mà ngoại hình cũng phải đẹp đúng không? Đúng rồi. Thế nào? Tôm nó mềm mềm, nó chín vừa phải. Nó mềm nó vẫn giữ được cái độ giòn. Nó ngon. Ui dồi ôi. Thôi rồi. Anh có kết quả rồi, anh chấm điểm luôn cho các em này. Bây giờ là anh sẽ chấm điểm trang trí trước này. Món ăn của cò được 7,5 điểm trang trí. Của Hà Sam được 8,5. Của em. Của Quân Híp chín điểm. Mở đâu rồi? Quân Híp thì hình thức thì đen đen quá nên không được 9 điểm. Của em cũng chỉ được 7 điểm thôi. Tiếp theo chấm điểm đồ ngon hay không này. Của Co 9 điểm. Ôi giời. Của Hà Trâm 8,5. 8,5 là bao nhiêu? Của Quân Híp 8,5. Rồi bọn em cộng đi. 8,5 là 16 điểm. 17 điểm. 16, 17 điểm. Của Co là bao nhiêu? 16,5 anh ạ. Của Quân Híp. Của em được có 15,5 điểm thôi. Thế là Hà Trâm là người chiến thắng các bạn nhá. Thảo nào lúc mình ăn mình đã thấy anh có đỏ ăn món của mình ấy khen tới tấp rồi. Mình biết ngay là kiểu gì món của mình à. Không bị cháy vào lại ngon thế thì kiểu gì được giải nhất. Tại vì của Hà Trâm là anh thấy rất sáng tạo khi mà cho thêm mấy hòn đá vào đây để trang trí lên cho món ăn này rất là ngon. Vậy là người thắng chung cuộc chính là Hà Trâm. Bây giờ chúng mình sẽ liên hoan các món ăn mà chúng mình vừa mới thi xong các bạn nha. Và bye bye các bạn, video của mình đến đây là kết thúc rồi. Bye bye, bye, bye.